Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của buổi lễ. Phần 1, phần lễ. 1, ổn định tổ chức thông qua chương trình. 2, văn nghệ chào mừng. 3, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 4, báo cáo tổng quan về việc xây dựng ngôi nhà trí tuệ. 5, phát biểu của lãnh đạo huyện và xã. 6, tặng hoa chúc mừng của lãnh đạo huyện, xã cho ban chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ. 7, phát biểu của đại diện ban chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ. 8, cắt băng khai trương. Và 9, kết thúc phần lễ. Phần 2, chúng ta tham quan và chứng kiến hoạt động của nhân dân thanh thiếu nhi tại nhà văn hóa cộng đồng ngôi nhà trí tuệ thôn Thống Nhất. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý bà con nhân dân, chúng ta cùng hướng về sân khấu để thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Tiết mục Tổ quốc dân ca nghệ tĩnh, đẹp vô cùng Cẩm Xuyên ta ơi, sáng tác Hoàng Thế Anh do câu lạc bộ dân ca ví dặm thôn Thống Nhất trình bày. Tiết mục Nhảy hiện đại do chi đoàn thanh niên thôn Thống Nhất thể hiện. Tiết mục Tổ quốc mời chiều biểu diễn câu lạc bộ dân ca ví dặm thôn Thống Nhất. Tiết mục Hát múa Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác Nguyễn Văn Tý do câu lạc bộ dân ca thể hiện. Và tiết mục Đẹp mãi Thống Nhất quê mình, một sáng tác tự biên do câu lạc bộ dân ca trình bày. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Bài tắm tiếng tầm bầy còi xuống
Thank you.
Đến nay, ngôi nhà trí tuệ đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện
để đi vào hoạt động. Và đây cũng sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giáo dục, tạo dựng, duy trì và phát triển xã hội học tập. Đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động tập thể gắn với việc thực hiện các thiết chế văn hóa, hương ước, quy ước của thôn xóm, góp phần xây dựng khu dân cư thống nhất thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Được sự nhất trí của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sáng hôm nay, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Duệ và thôn thống nhất long trọng tổ chức lễ khai trương ngôi nhà trí tuệ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu quý vị khách quý, quý vị đại biểu về tham dự buổi lễ. Đại biểu cấp huyện xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Duệ. Đại biểu cấp xã xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Tám Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Tài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Cùng đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Duệ. Các đồng chí là cán bộ công chức, trưởng phó các đoàn thể cấp xã, đại diện công an xã, đại diện ban giám hiệu các trường, trưởng trạm y tế xã. Ở thôn xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng 12 đơn vị thôn, cấp ủy, ban chỉ huy thôn, ban công tác mặt trận thôn, ban chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ và đại diện các chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ, các em học sinh, thanh thiếu nhi và nhân dân thôn thống nhất. Xin được trân trọng giới thiệu các anh chị là phóng viên của Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Cẩm Duệ. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quý vị quý vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Thọ, Phó Bí thư Chi bộ, thôn trưởng thôn thống nhất, thay mặt ban chủ nhiệm lên báo cáo tổng quan về việc xây dựng ngôi nhà trí tuệ. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại biểu và toàn thể bà con nhân dân trong hội trường hôm nay, tôi xin thay mặt câu lạc bộ chủ nhiệm câu lạc bộ xin báo cáo Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ, ban chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ thôn thống nhất, báo cáo tổng quan xây dựng nhà văn hóa cộng đồng ngôi nhà trí tuệ thôn thống nhất xã Cẩm Duệ. Một là đặc điểm tình hình, thôn thống nhất có chiều dài 2,2 km, có tổng diện tích tự nhiên 930.000 m2, có 230 hộ với là 859 nhân khẩu, chi bộ có 46 đảng viên, có 5 đoàn thể và 43 hộ chính sách. Chính trị xã hội có 5 đoàn thể chính trị xã hội khá đều. Dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ là một đơn vị thôn xóm luôn luôn đoàn kết, trên dưới một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những năm qua, chi bộ và thôn xóm đều đạt những hoàn thành và các tiêu chí kế hoạch đã đề ra. Năm 2020, sau cơn lũ lịch sử, bà con nhân dân thôn thống nhất đã được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp và gia đình ông Phạm Văn Thắng ở Sài Gòn đã tài trợ kinh phí cho thôn để xây dựng ngôi nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng kết hợp là đánh lũ với tổng tỷ giá là trên 3 tỷ đồng. Đến tháng 11 năm 2022, công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại lễ buổi lễ khánh thành, cán bộ và nhân dân thống nhất rất vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu cấp xã, cán bộ, bí thư thôn trưởng của 12 đơn vị thôn, tất cả dâu rể, anh em và nhân dân thôn thống nhất về tham dự và cắt băng khánh thành. Từ ngày có được công trình này, bà con nhân dân thôn thống nhất vô cùng phấn khởi và phấn khởi các hoạt động ở đây, nhân dân hưởng ứng rất tích cực.
về hai lớn kết quả triển khai thực hiện ngôi nhà trí tuệ. Một là công tác tổ chức thực hiện sau khi có chủ trương của thường trực tỉnh ủy và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và ủy ban mặt trận tổ quốc xã Cẩm Duệ cùng thôn Thống Nhất xã Cẩm Duệ triển khai xây dựng nhà văn hóa cộng đồng ngôi nhà trí tuệ năm 2003. Chi ủy chi bộ phối hợp với ban công tác mặt trận thôn đã tiến hành từng bước họp chi bộ, hội nghị thôn xóm để báo cáo chủ trương xây dựng nhà văn hóa cộng đồng ngôi nhà trí tuệ, vận động xã hội hóa tuyên truyền về ý nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng và vinh dự được đón tiếp đông đủ quý vị đại biểu quốc huyện. Ngay sau đây, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, chúng ta sẽ lên có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí, thì qua nghe cái bản báo cáo của đồng chí thay mặt cho thôn Thống Nhất và trình bày, tôi hoàn toàn đồng tình. Như chúng ta đã biết là ngôi nhà trí tuệ gắn với cái nhà văn hóa cộng đồng, thì lần đầu tiên thì xin được chúc mừng thôn Thống Nhất đã ra mắt được cái ngôi nhà trí tuệ, ngôi nhà thứ 16 so với toàn huyện. Đến hôm nay là có 16 ngôi nhà đang ra mắt, trong đó là Cẩm Duệ chúng ta là ngôi nhà thứ 3, Cẩm Thành có 9 ngôi nhà, Cẩm Quang có 1 và Cẩm Lạc có 1, tổng là ba Cẩm Vinh và Cẩm Thành, Cẩm Vinh có 1 nhà nữa, là hiện tại là có 16 nhà. Và cái ngôi nhà trí tuệ gắn với cái nhà văn hóa cộng đồng thì là chúng ta đã biết là được trang bị đầy đủ cả cái thiết bị và bảo đảm cả cái hoạt động có hiệu quả. Quốc huyện, kính thưa các vị đại biểu cấp huyện, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể bà con nhân dân thôn Thống Nhất, thì hôm nay rất vinh dự phấn khởi được về tham dự cái buổi lễ ra mắt ngôi nhà trí tuệ của thôn Thống Nhất. Và chúng ta đã ấp ủ trong một thời gian dài để thực hiện cái thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, và xin kính chúc quý vị đại biểu và bà con chúng ta thôn Thống Nhất, và xin chúc mừng thôn Thống Nhất chúng ta đã ra mắt được cái ngôi nhà trí tuệ thật là ý nghĩa. Báo cáo bà con chúng ta thì Cẩm Duệ chúng ta như đồng chí Mai phát biểu thì một đơn vị là đến hôm nay chúng ta đã ra mắt được 3 ngôi nhà, 6 Cẩm Thành là 9 ngôi nhà, nhưng mà ta lại ghi chữ Cẩm Thành là năm 21 là chúng ta ra mắt đầu tiên, đầu điểm, làm điểm cả tỉnh, được chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ về là thăm và tặng quà. Đó là một cái điều hết sức phấn khởi, mà mặc dù nhiều Cẩm Thành là 9 ngôi nhà nhưng mà không làm xong. Và đến năm 2 thì chúng ta lại vinh dự là đón được cái ngôi nhà của thôn Đức Thành, ngôi nhà trí tuệ thứ 2, và hôm nay là ngôi nhà trí tuệ thứ 3 là thôn Thống Nhất, thì chúng tôi rất phấn khởi. Cái đối thôn Thống Nhất chúng ta thì báo cáo bà con chúng ta là từ đầu năm là chúng ta đã đăng ký và được cấp ủy chính quyền tôi tin tưởng giáo phó nguồn thời đáng chỉ ngôi nhà thì đồng thời là cả ngôi nhà thì tuệ và xây dựng khu dân cư đồng thời với kiểu mẫu. Cái đấy là một hai cái nhiệm vụ thì rất quan trọng, góp phần quan trọng để xây dựng khu dân cư mẫu, mặc dù trong điều kiện là hết sức khó khăn, trong cái bối cảnh như thế
số trong dân chúng ta là hồi thương về nhà văn hóa với giá với làm thì trước bề bộn, nhất là về khuôn viên rồi mặt bằng thì trước bề bộn, kinh phí rất lớn thì rất nhiều, rồi thì về điều kiện văn hóa là chúng ta một xã trung tâm có nhiều cái khó khăn vô cùng. Nhưng mà với sự cố gắng, với sự chỉ đạo của huyện viên, của xã, đặc biệt là sự cố gắng của cấp ủy chính quyền, cấp ủy bán cả đời thôn và có nhân dân thôn tổng dân chúng ta là với cái quyết tâm cao. Hơn nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các công ty của nhà đại thể quan tâm nhất xã Cẩm Bình. Xin câu hỏi của các đồng chí. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Văn Bính, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ thôn thống nhất thay mặt cho ban chủ nhiệm lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thế Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh, ban cán bộ Ủy ban Mặt trận huyện, kính thưa các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Ủy ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, cấp xã, kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân có mặt hôm nay. Hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn xã đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng những ngày lễ lớn, trong đó ra quân thi đua xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cán bộ đảng viên nhân dân thôn thống nhất vui mừng phấn khởi ra mặt ngôi nhà trí tuệ. Quý khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân, chúng ta cùng di chuyển xuống tầng 1 để cùng chứng kiến giây phút vô cùng ý nghĩa cất băng khai trương của nhà trí tuệ. Toàn thể bà con nhân dân, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúng ta cùng cầm kéo và MC xin được bắt nhịp bằng 3 tiếng đếm ngược ạ. Bà con nhân dân chúng ta chú ý ạ, chúng ta cùng chuẩn bị 3, 2, 1, xin được chúc mừng lễ khai trương ngôi nhà trí tuệ thôn thống nhất ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Xin được chúc mừng bà con nhân dân chúng ta đã có ngôi nhà trí tuệ để chúng ta cùng sinh hoạt văn hóa. Thank you.
Lần trời lần đó, nghĩ trở về chiều đêm vắng, chiều đêm